Chúng ta dựa trên cái nội dung mà chúng ta đã phân tích ở trong cái sơ đồ thuật toán ha. Giải phương trình bậc 1. Ok. Rồi mình ở đây mình sẽ tạo một cái folder mới. Giải phương trình giải phương trình bậc 1. Ở đây mình sẽ viết cái gì? Bên sơ đồ thuật toán có gì mình viết đó. Begin, bắt đầu. Tức là cái phần này chúng ta đã bắt đầu rồi đó. Chúng ta viết bắt đầu từ đây. Chúng ta viết từ đây. AB, nhập AB. Như vậy thì cái phần khai báo biến AB mình không có ghi trong sơ đồ thuật toán mà mình chỉ có ghi nhập AB. Vậy thì ở bên này chúng ta thêm A'B. Vậy AB này các bạn có thể khai báo biến in hoặc biến plot tùy theo các bạn. Ha, biến in hoặc biến plot tùy theo các bạn. Nếu các bạn khai báo biến plot thì tí nữa các bạn tính nghiệm nó đơn giản. Còn nếu mà các bạn khai báo biến in thì tí nữa tính nghiệm các bạn phải chú ý giùm thầy. Bây giờ mình sẽ nhập A và nhập B. Mình đưa ra một công sức. Nhập A chấm phẩy scan phần trăm D phẩy dấu và A. Mình nhập biến số có dấu và nhé. Tương tự như vậy chúng ta có thể copy hai cái này để chúng ta tạo nhập B và B. Rồi, chúng ta đã nhập được A và B. Bỏ qua cái phần là nhập sai nhé. Coi như là nhập đúng số A và B. Bây giờ cái lệnh rẽ nhánh if của chúng ta ở chỗ này. Hôm trước chúng ta đã làm một cái lệnh rẽ nhánh if là số dương số âm rồi, là một if. Được chưa? Bây giờ mình làm hai if lộng. Vậy thì mình sẽ ghi nếu tùy theo cái cách các bạn đặt điều kiện trong vòng if. Nếu a khác không, có những bạn ghi là nếu a bằng không thì cái điều kiện này cộng trừ này nó khác nha các bạn, nó khác tí xíu. Bây giờ thầy ghi theo cái sơ đồ thầy ghi thầy vẽ, nếu a khác không thì kết luận chuyện gì? Bây giờ đối với lệnh if, khi mà các bạn viết dòng lệnh đơn thì bạn không cần mở ngoặc nhọn, không cần mở ngoặc nhọn. Nhưng chúng ta khi lập trình nên mở ngoặc nhọn, nó cũng không mắc mát gì hết. Nhưng mà khi mà các bạn muốn thêm lệnh đó, khi các bạn muốn thêm lệnh nó có sẵn rồi, mình không có phải sửa nữa. Còn nếu như mà các bạn không có viết mũi dấu ngoặc nhọn trước mà bạn nghĩ rằng bây giờ mình chỉ cần một dòng lệnh phía sau if thôi thì mình không cần móc nhọn cũng được. Nhưng đến khi bạn muốn thêm lệnh vào đây thì bạn phải sửa, nó tốn công hơn, cho nên mình cứ viết trước đi, không sao hết. Nếu mà a khác không thì mình kết luận ngay phương trình có nghiệm. Phương trình có nghiệm ở đây thầy hôm trước thầy có đưa ra một cái yêu cầu là các bạn ghi ra cho thầy phương trình gì có nghiệm bao nhiêu ha, phương trình gì có nghiệm bao nhiêu. Thì mình sẽ ghi là phương trình gì đây? AX phần trăm D là A đó. X cộng phần trăm D của B bằng 0. Có nghiệm bằng phần trăm gì mấy đứa? Cái mét thôi thầy. Phần trăm f đúng rồi, phẩy a phẩy b phẩy trừ b chia a. Không biết như vậy có được chưa, không biết như vậy có được chưa.
tí nữa mình chạy thử mình đã biết ha, tí nữa mình chạy thử đó, thầy viết như vậy. Tí nữa mình xem lại chỗ này. Nếu mà không đúng, nếu mà không phải thì xuống đây sai, thì mình xuống đây mình if tiếp. Nếu nếu b bằng 0, nếu đúng như vậy thì sao? Eo nữa chứ, sorry. Nếu không đúng như vậy thì mình if lại thì sao? Thì sao? À, sẽ là printf phương trình có vô số nghiệm đó thầy. À đúng rồi, mình phải printf. Printf phương trình vô số nghiệm. À, thầy ơi, hình như cái print thầy dư cái chữ t á thầy. Trước chữ r á thầy. Printf. Thank you em. Phương trình. Mình copy cái này đi cho nó nhanh. Phương trình này vô nghiệm, vô số nghiệm đó, nghĩ nói gì nghi đó, không có gì khác với lại cái sơ đồ thuật toán hết đó. Vô số nghiệm, phương trình này vô số nghiệm. Còn không, còn không, mở ngoặc tiếp, được chưa? Còn không, mở ngoặc tiếp, phương trình vô nghiệm. Copy nguyên cái này luôn. Rồi ha, rồi kết luận xong. Như vậy các bạn thấy là với cái lệnh if của mình ở đây, một if xuống đây, hai if lòng nha, hai if lòng nha. Bạn có thể viết vậy cho nó dễ nhìn. Tab này vô, tab này vô, tab vô, tab vô, tab vô. Nhưng thường khi người ta viết if lòng, người ta là viết giống như thầy viết lúc nãy đó, if lòng, tức là nó chung một lệnh if, chẳng qua là nó lòng thôi đó, như vậy đó các bạn, được chưa? Bây giờ chạy chương trình nha, coi có vấn đề gì hay không. Mình xem lại chương trình của mình một lần. Nếu a khác không, kết luận phương trình có nghiệm. Nếu a không khác không, tức là a bằng không. A bằng không thì có hai trường hợp, b bằng không là vô số nghiệm, mà không phải b bằng không, tức là b khác không, thì phương trình vô nghiệm. Biên dịch thử. Biên dịch không lỗi, không cảnh báo. Chạy thử chương trình. Nhập a bằng 4, b bằng 7. Phương trình 4x cộng 7 bằng 0 có nghiệm. Không không. Sao lại vậy? Sao mà có chuyện gì xảy ra mà không không? A bằng 3, b bằng 46 đi. Ủa sao phương trình vẫn là không? Trừ b trên a. Ủa sao là không vậy? Tại vì chỗ này b và a mình khai báo kiểu gì? Kiểu nguyên, được chưa? Mà mình xuất là xuất kiểu plot. À, kiểu plot thập phân, cho nên chỗ này nó không xuất được, lưu ý giùm thầy nha. Vậy làm sao để cho nó xuất được? Mình khai báo AB plot. Đó là một cách, một cách khác. Nếu mà khai báo AB là plot thì chuyện quá đơn giản, không có gì để bàn, đúng không? Lấy chỗ này,
cái báo AP plot thì chỗ này mình đổi lại F, chỗ này mình đổi lại F, nói chung là đổi lại F khá nhiều. Nhưng mà bây giờ thầy không muốn khai báo AP là plot bởi vì đổi nhiều quá, thầy vẫn AP là in. Khai báo ít, khai báo gì nữa? Mình đổi cái chữ B trên A bằng ít thôi thầy. À không, bây giờ chỗ này mình sẽ F kiểu nó, chú ý chữ F kiểu nó. Rồi, trước chữ B, các bạn mở cho thầy một dấu ngoặc, mở và đóng, plot. Plot. Trước chữ A, các bạn cũng mở cho thầy một cái ngoặc, mở và đóng, plot. Có nghĩa là gì? Ép cái kiểu B này nguyên thành kiểu plot. Kiểu A này nguyên cũng kiểu plot. Plot chia plot thì ra. A bằng 4, B bằng 55, nghiệm là trừ 13 phần 75. Được không? Rồi, bây giờ trong trường hợp của mình, A bằng 0, B bằng 4, vô nghiệm. A bằng 0, B bằng 0. Vô số nghiệm. Được không? Như vậy, giữa cái chương trình mình viết, chương trình mình viết và cái sơ đồ thuật toán gần như giống nhau, không có gì thay đổi cả. Cho nên việc các bạn vẽ một cái sơ đồ thuật toán logic rồi thì các bạn viết ra dòng dữ liệu các bạn đi, nó sẽ không bị trôi, không bị trôi, và tất cả những cái các bạn quản lý nó đều vô cái guồng logic của bạn, không bất kỳ một trường hợp nào lọt ra ngoài cả. Nếu như bạn lập trình mà bạn không có lưu đồ thuật toán thì đôi khi chúng ta if này nè nó lọt trường hợp, mất trường hợp mà mình không chú ý. Những bài toán đơn giản thì không sao, nhưng mà những bài toán phức tạp thì các bạn làm rất dễ bị trường hợp là dữ liệu các bạn lột ra ngoài mà bạn không biết. Còn nếu mà mình làm sơ đồ thuật toán thì dữ liệu của mình chắc chắn nó chỉ nằm trong những cái ràng buộc này thôi, không đi đâu được hết, nó chỉ có chừng đó thôi. Bây giờ bạn nhìn lại coi, nếu A bằng 0, A khác 0, đúng sai, chỉ có hai trường hợp rồi. Ok, xuống hàng B bằng 0, đúng sai, chỉ còn hai trường hợp. Vậy hết rồi, không còn bất kỳ một trường hợp nào khác nữa hết. Không còn bất kỳ một trường hợp nào khác nữa. Vậy thì bài toán của mình nó sẽ trọn vẹn. Được chưa nào? Đây là ví dụ cho bài tập if else đơn giản. Các bạn viết lại và tí nữa thầy lại ví dụ cho các bạn một cái bài toán về if else của giải phương trình bậc 2. Được không?